chuyên gia trang điểm Tăng Cương và siêu mẫu Xuân Lan, siêu Black và Quang Hà. Tiên học lễ, hậu học văn, kính láo đắc họ. Em kéo anh ơi. Ủa sao tự nhiên đi về luôn vậy? Anh Nghĩa em qua đây nhưng mà giờ em sẽ thuộc về phe nào? Em không được đứng ở đó, bởi vì đứng đó là mất cái mặt của anh. Ủa vậy hả? Em ra nó theo quay này mà. Ủa vậy hả? Cái bông bả nó bự rồi. Nhưng mà cái bông bự của em đẹp hơn mặt anh Nghĩa phải không? Em thích. Xin lỗi Xuân Lan à, cái bông của em không bự mà cái mặt của anh đâu. Ủa tôi nói gì ngu vậy? Em ơi, chị nào tên Ngân lên đây ngồi giùm em cái. Trời ơi, em quỳ lại. Ê, nói nghe nè, cái này mà người nước ngoài coi cái format này chắc ta cười chết ha. Người ta không nghĩ là đất nước mình là có những cái chuyện mà dám làm vậy luôn á, thiệt á chứ. Tôi không hiểu. Tôi nghĩ cô này hát không hay, đánh lừa mọi người thôi. Nhưng mà thật sự tôi nghĩ là cô này không hát hay. Em đồng ý chị Siêu luôn. Ngày hôm nay không có ai hay hết chị. Em đây 7 người hát dở hết hả? Không, nhiều khi mình cũng phải nghĩ lại. Bởi vì nhiều người á, Thành đi đâu Thành? Tối anh uống nước nữa hả? Ủa sao tự nhiên khát nước hoài vậy? Chương trình này mời tôi một lần nữa đi nha. Một lần nữa đi rồi thấy cái cảnh. Bây giờ tôi làm một chuyện để mới động trời. Chị vô không? Quất liền trước khi đội bạn. Đúng, nếu như các bạn nhắm một nhân vật nào đó mà các bạn nghĩ rằng hát hay, chọn luôn từ bây giờ. Chơi không Lan? Chơi không? Chơi liều không? Chọn ai? Các bạn đã chốt là anh chỉ biết cầm nín nhạc tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không được bên em, thà làm đâu chính anh. Đón xem tập 3 Giọng Ải Giọng Ai mùa 5 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2020 trên kênh HTV7. Đè xuống giả vô mặt cho anh. Bây giờ muốn có viên một đội không? Ôi tôi tiếc quá, tôi tiếc quá.